Kệ bài kế tiếp của Thâm Mai 71, kiếp nạc bên nhau cả nhà. Quỳ Minh, Mộ Dung đại ca. Quỳ Minh ơi, em hờn cách đại ca lắm phải không em? Dung đại ca, Quỳ Minh, đại ca đã chọn cho mình một con đường. Đại ca, con đường gì? Nghĩa là đại ca đã chọn cho mình một con đường duy nhất, để tạo cho người yêu mình được hạnh phúc trăm. Cho nàng yên tâm mà thấy chồng hồng quang hờn đại ca, vì đã tạo ra cảnh đó trường. Không, anh không thể nào bỏ rơi em trên đoạn đường lầm. Qua đi rồi sẽ được quên dần, rồi sẽ không còn gì nhắc nhở nữa đâu. Khi các bụi đã chôn vùi, một cuộc đời đã ngủ yên. Lời của đại này mình không thành duyên nợ thì xin hẹn lại kiếp sau cho tình nghĩa được vuông. Xin hãy cho tôi mang niềm mơ sau cùng, xin hãy cho tôi tạo dựng một thiên đường bên kia thế giới, để chờ ngày gặp gỡ với người yêu. Kẻ chết cô đơn dẫn đường hay mộng mị, tự an ủi mình trong giấc ngủ tiên mưu. Cha ta rồi đây sẽ phải gặp một mình giữa sa mạc khô khan hay đồng quan cỏ. Đại năng và tất cả đã do đôi trời định. Không, Mộ Dung đại ca, dù cho chúng ta có phải xa nhau, mỗi đứa một nơi, mỗi người một nhà, nhưng em vẫn cầu mong cùng Thượng Đế phù hộ cho anh trên vạn lối sông. Từ
Đại ca, trời ơi, tại sao đại ca không cầu xin một điều gì khác? Tại sao đại ca không nghĩ gì đến nỗi khổ của Quế Minh? Quế Minh, việc ta làm chỉ một mình ta biết. Quế Minh đừng buồn, chỉ chưa hiểu được ta. Đã bao năm chung sống tôi dài khờ, đâu như Quế Minh ta chắc chịu từng.